Hello, xin chào các bạn. Và hôm nay vẫn sẽ là tiếp tục series về thiếu niên ca hành nha. Và hôm nay video của mình sẽ làm về các đại thế lực cùng các cao thủ trong thiếu niên ca hành. Tại Thiên Khải Thành được coi là thành thị có cao thủ đệ nhất, dưới trướng của hoàng đế Bất Ly, kim cương phàm cảnh nhiều như rau cải, tự tại địa cảnh chỉ xứng sách giày, chỉ có bước vào tiêu giao thiên cảnh mới có thể đặt chân ở đây. Ngũ đại tổng quản chưởng ấn Cẩn Ngôn Công Công, tổng quản chưởng hương Cẩn Tiên Công Công, từng một người một kiếm khuấy động phong ba trong giang hồ, tổng quản chưởng sách Cẩn Ngọc Công Công là sư phụ của Tiêu Sùng tu luyện miên tức thuật, tổng quản chưởng kiếm Cẩn Uy Công Công, đại tổng quản Cẩn Tuyên Công Công tu luyện hư hoài công là người lớn lên cùng hoàng đế. Ngoài ra còn một người đáng sợ nhất nhưng đã chết là Trọc Thanh Công Công, là người ám hại Tiêu Sắc khiến hắn mất hết võ công. Hư hoài công cùng miên sắc chưởng, Tiêu Sắc trúng một chưởng mất hết võ công, sư phụ hắn trúng 16 chưởng cho đến nay vẫn không dùng được võ công. Còn có Vĩnh An Vương, Bạch Vương, Xích Vương, mỗi người đều có một thế lực riêng. Tuyên Phi Nương Nương hoặc Âm Công, Khâm Thiên Giám, Tề Thiên Cần, Nữ Bước Thần Du Huyền Cảnh, còn có 4 vị thiên sư, trừ nhị, thất, cửu hoàng tử và các công chúa, tất cả đều ở trên tiêu giao thiên cảnh. Bởi vậy mới nói Thiên Khải Thành chính là thế lực lớn nhất, sở hữu vô số các cao thủ, ngoài ra còn có mấy lão công công canh giữ ở Hoàng Lăng. Tại Đường Môn, Đường lão thái gia Vạn Thụ Phi Hoa am hiểu toàn bộ Đường Môn ám khí, Đường Liên Nguyệt đệ tử số 1 của Đường Môn, hắn là người đầu tiên đạt cảnh giới chân chính về ám khí vô song, mọi vật đều là ám khí. Ngoài ra còn có các trưởng lão cũng tinh thông ám khí của Đường Môn. Đường Trạch, hắn là người có thủ đoạn đã lên kim bảng, lưng ngọc bảng, cũng là đệ tử sáng chói như Đường Liên, nhưng hắn thính âm thầm. Tại Lôi Gia Bảo, Lôi Môn tứ kiệt, Lôi Mộng Sát từng chết trận xa trường, Lôi Thiên Hổ gia chủ Lôi Môn tu luyện Ngũ Lôi Thiên Cương Quyền tầng thứ 9, đối phó đại gia trường Tô Sương Hà nên vong mạng. Lôi Văn Hạc tu luyện Kinh Lôi Chỉ, trước khiêu chiến Triệu Ngọc Chân thất bại, về sau tu luyện lại rồi trở về Lôi Gia Bảo. Lôi Anh, hắn gần như càn quét đại đa số cao thủ trong giang hồ, tay cầm sát phó kiếm giận dữ và tuyệt liệt. Tại Kiếm Tâm Trũng, nơi đây là rèn kiếm từng xuất ra danh kiếm, kiếm trũng chủ Lý Tô Vương, Thiên Khải Tứ Thương Hộ Thanh Long Vị Lý Tâm Nguyệt cầm tâm kiếm nhưng đã chết. Tại Tuyết Nguyệt Thành có Bách Lý Đông Quân đại thành chủ, người truyền võ công và tâm pháp cho Đường Liên, là người thứ ba tiến vào thần du huyền cảnh. Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hằng Y, nhị thành chủ tu luyện Sương Hàn kiếm khí, tỷ tỷ của Lôi Vô Kiệt. Tam thành chủ Thương Tiên Tư Không Trường Phong, người cầm thương đứng đầu thiên hạ chiếm 8 phần. Tại Ám Hà, tổ chức sát thủ lớn nhất dùng đao ti phổ biến của Tô Sương Hà đại gia trường, hắn xem như là người thứ 5 vào cảnh giới thần du huyền cảnh, tu luyện Diêm Ma Chưởng, Tri Chu Nữ, Mộ Vũ Mặc, sát chiêu là dùng nhện. Tô Thập Bát dùng kiếm làm tên, hắn dùng 18 kiếm. Chấp Tán Quỷ, Tô Mộ Vũ, hắn từng là thiên tài trong Ám Hà. Tạ Gia, Tạ Thất Đao, gia chủ Tạ Gia, mệnh danh của hắn như vậy là do giết người chỉ dùng 7 đao. Thiên Diện Quỷ, người muốn mặt. Tại Thiên Ngoại Thiên, Ma Giáo đứng đầu Ma Giáo gia chủ Diệp Đỉnh Chi, nay truyền lại cho Vô Tâm, hộ pháp Bạch Phát Tiên và vô số các hộ pháp khác. Tại Ôn Gia, dùng độc là chính, đại nhất thiên hạ độc, Lĩnh Nam Ôn Gia, Ôn Hồ Tủ, hắn còn trẻ từng độc bộ thiên hạ, dùng độc chân chính. Ôn Lương, mệnh danh Tiểu Độc Vật, hắn là người đã tiến lên Lương Ngọc Bảng, đồng thời ngũ độc trận càng thêm mạnh mẽ dị thường. Tại Thanh Thành Sơn, vừa có đạo pháp cao thâm vừa có kiếm pháp tuyệt diệu. Triệu Ngọc Chân, hắn là thiên tài trong thiên tài, vừa tu đạo pháp vừa tu kiếm pháp, còn có các vị thiên sư khác, nhưng Triệu Ngọc Chân mạnh nhất ở Thanh Thành Sơn. Ngoài ra còn có các thế lực khác, tuy nhiên không thể xếp ngang với các thế lực ở trên. Hải Ngoại Tiên Sơn, một người một tiên sơn, thần du huyền cảnh. Mộ Lương Thành, một người một kiếm, tuyệt thế kiếm tiên. Tại Nam Quyết có 3 vị đao tiên. Trong số các chùa tử trong thiếu niên ca hành chỉ có Hàng Thủy Tử đứng đầu, vì ở đây có Vong Ưu Đại Sư tu luyện ra Phật Pháp Lục Thông. Dược Vương Cốc, Xưng Thần Y, Tăng Bách Thảo chủ yếu là trị thương. Bách Hiểu Đường, Cơ Nhược Phong chủ yếu là tìm hiểu tình báo về giang hồ. Đây cũng chính là các thế lực và các vị cao thủ cũng như những người đứng đầu ở đây. Tuyệt học trấn phái trong thiếu niên ca hành, đệ nhất Thiên Khải Thành Tiêu Thị Hoàng Tộc, Liệt Quốc Kiếm Pháp là cổ phía Bắc khai quốc hoàng đế kiếm pháp, hoàng đế Tiêu Nghị sáng tạo ra, là thế gian nặng nhất sát phạt chi kiếm, kiếm pháp hết sức cường liệt. Liệt Quốc Kiếm Pháp có 4 thức phân biệt là Tuyệt Sinh, Phá Phong, Kinh Long cùng Toái Thiên, Đạo Pháp, Bát Quái Tâm Môn. Đường Môn được tôn là ám khí đệ nhất, độc dược đệ nhị, thân pháp đệ tam, nội công tam pháp, võ công quyền cước, đao, thương, kiếm đều không phải thượng thừa. Trong ám khí lần lượt là Chu Nhan Lệ, Luân Nhập Đạo, Thiên Nữ Tán Hoa, Long Tu Châm, Thấu Cốc Đinh, Chu Nhan Tiểu Kiếm, Bồ Tát Huyết, Thiết Tật Lê, Truy Mệnh Luân, Mai Hoa Phiêu, Huyễn Hoàng, Thiên La Địa Võng của Đường Liên, Phật Nộ Đường Liên. Ám khí tuyệt mỹ của Đường Môn khi sử dụng sẽ nở rộ như một đóa hoa sen, nó chia thành Thất Biển Liên, Phục Biển Liên, Trọng Đại Liên và Thiên Biển Liên. Ám khí này có yêu cầu cực cao đối với thủ pháp sử dụng, người thường khó lòng nắm bắt. Bạo Vũ Lê Hoa Châm bên trong chứa 27 mũi châm bạc, đây là ám khí tinh xảo nhất của Đường Môn, thậm chí một người căn bản không biết gì về võ công cũng có thể sử dụng giết một cao thủ tuyệt đỉnh.
Nhất điểm hồng, bàn tay sẽ chảy ra một giọt máu như bị kim châm, đỏ tươi ướt át, đẹp như một hạt đậu đỏ, nhưng giọt máu đó lập tức biến thành màu đen rồi chảy ngược về, máu huyết chảy ngược, thân thể nổ tan hóa thành chất lỏng màu đen mà chết. Đây là ám khí và cũng là độc dược của đồng môn. Diêm Vương thiếp, Diêm Vương gọi canh ba, ai dám giữ canh năm? Trong địa phủ có thập diện Diêm Vương, đồng môn cũng có 10 tấm Diêm Vương thiếp. Chỉ cần bị Diêm Vương thiếp chạm vào, máu thịt như vậy sẽ lập tức vỡ tan, thuận theo dòng máu chảy ngược lại đánh thẳng vào tim. Dĩ nhiên là đồng môn vẫn còn thủ pháp ám khí lợi hại nhất, chính là vạn thụ phi hoa. Khi đó ám khí đầy trời như mưa tầm tã, không có chỗ để né tránh, mà còn cảnh giới cuối cùng của ám khí đó chính là mọi vật đều có thể trở thành ám khí. Cảnh giới cao nhất của ám khí chỉ có Đường Liên Nguyệt là người đầu tiên dùng được, sau đó là Đường Liên. Lôi môn Lôi Gia Bảo. Lôi Gia Bảo khóa đao trơ kiếm, trừ hỏa dược ra, thứ luyện nhiều nhất là chỉ pháp và quyền pháp. Lôi môn gọi là nhị chỉ tam quyền. Nhị chỉ bao gồm nhất chỉ phá thân khung, nhị chỉ đoạn càn khôn, kinh lôi chỉ và đoạn hồn phách, tuyệt trường sinh, thất thần chỉ. Tam quyền chính là quyền chưa tới khi đã tới, vô phương quyền, ác liệt như kiếm, phức tạp kỳ ảo, tiêu gia quyền, cùng với quyền phong 3.000 dặm, dân sống triều giang hồ, ngũ lôi thiên cương quyền. Có thể nói cảnh giới cao nhất của Phật môn là tu luyện được Phật pháp lục thông. Đại sư của Hoàng Thế Tự cũng chính là sư phụ của Vô Tâm, người đầu tiên tu luyện, sau đó là Vô Tâm, phân biệt lần lượt là Thiên Nhãn Thông, nhìn thấy ngàn dặm, thấy những chi tiết nhỏ nhất. Thiên Nhĩ Thông, nghe tiếng nói cười trăm dặm, mây nổi ngàn dặm, nghe tiếng chúng sinh vui khổ. Tha Tâm Thông, nhìn thấu tâm ma, dẫn dắt mọi người về chính đạo. Thần Túc Thông, khiến thân hình như ý, hành động theo suy nghĩ. Lậu Tận Thông, sau khi chết giữ được nguyên thần. Túc Mệnh Thông, chưa nói rõ. Thiên Ngoại Thiên, vô pháp vô tướng công, tu luyện cấp độ mạnh nhất sẽ hình thành hình dáng ở trong tâm, lòng tường. Dược Vương Cốc, tuyệt kỹ bí truyền, thất châm tỏa hồn, lấy ngân châm khóa lại tim, nếu bị một chưởng chí mạng hay quyền, dùng bí kỹ này tính mạng vô ưu. Vô Song Thành, phi kiếm thuật, có thể nói một người địch vạn người, nếu có thể xuất ra 13 thanh kiếm có thể tạo ra vô hạn kiếm trận địch vạn người. Phi kiếm thuật là tuyệt kỹ trong Vô Song Kiếm Hạp, cất chứa 13 thanh kiếm. Kiếm Tâm Quyết, tại kiếm tâm trũng, kiếm tâm là một thứ khó nắm giữ, cảnh giới cao nhất là tâm kiếm hợp nhất. Mọi vật đều là kiếm, kiếm ý bạo phát có thể xé rách thương khung. Nếu như các bạn thấy video hay thì hãy like, share và subscribe giùm mình nhé. Và nếu có như thiếu thì các bạn hãy để lại dưới bình luận nha.